Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của DiPro Việt Nam. Kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa rất quan trọng, không chỉ giúp chuyến đi an toàn hơn mà còn tránh được các hư hỏng, sự cố giữa đường. Video ngày hôm nay, DiPro sẽ đưa ra một vài lời khuyên cho bạn giúp bạn có thể tự kiểm tra xe của mình trước mỗi chuyến đi xa. Thứ nhất, lốp xe. Lốp xe ô tô đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới khả năng vận hành an toàn của xe. Diện tích tiếp xúc giữa bề mặt lốp ô tô và mặt đường chỉ bằng một bàn tay, nhưng đây lại là nơi diễn ra mọi hoạt động như bám đường, phanh, kiểm soát lái, khả năng ổn định và độ êm ái. Do đó chỉ cần một sai sót nhỏ, nhất là khi xe đang chạy ở tốc độ cao thì rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì thế trong các bước kiểm tra xe ô tô trước khi khởi hành xe, kiểm tra lốp xe là bước không thể bỏ qua. Cần kiểm tra bề mặt của lốp, xem bề mặt lốp mòn nhiều không, có bị hư hại gì không. Nếu lốp mòn quá thì nên thay lốp mới. Bởi lốp mòn, lốp yếu không chỉ ảnh hưởng đến độ bám đường mà còn tăng nguy cơ xe bị thủng lốp, thậm chí là nổ lốp. Tiếp theo là kiểm tra áp suất lốp. Nếu lốp bị non hơi, độ bám đường xe sẽ không được tốt. Ngoài ra còn dễ khiến xe hao xăng hơn do lực cản tăng cao. Do đó bơm lốp đúng áp suất không chỉ giúp lái xe an toàn hơn mà còn là một cách tiết kiệm xăng trước khi đi xa. Thứ hai, dầu nhớt động cơ. Dầu nhớt động cơ đảm nhận nhiệm vụ bôi trơn, làm mát, vệ sinh các chi tiết bên trong động cơ khi động cơ vận hành. Sau một thời gian dài làm việc, dầu sẽ dần dần bị biến chất, nhiễm nhiều cặn bẩn, độ nhớt giảm đi nên cần thay mới định kỳ. Không phải lúc nào trong các bước kiểm tra xe ô tô trước khi khởi hành xe cũng cần phải kiểm tra dầu nhớt. Nhưng nếu đi xa, lái xe đường dài thì tốt nhất nên kiểm tra chất lượng dầu, mức dầu hiện có. Nhưng nếu mức dầu xuống thấp thì nên châm thêm. Nếu dầu đã cũ bị biến chất, chuyển màu lạ, có mùi khét thì tốt nhất nên thay dầu mới và lọc dầu trước khi chuyển đi để động cơ vận hành êm ái và tối ưu hơn. Trong trường hợp nếu thấy xe bị hao dầu bất thường thì nên đưa xe đến các gara để kiểm tra kỹ lưỡng, vì rất có thể xe đã bị rò rỉ dầu khiến hao hụt dầu nhanh. Thứ ba, nước làm mát động cơ. Nước làm mát giúp giải nhiệt động cơ, từ đó duy trì nhiệt độ làm việc của động cơ ở mức lý tưởng nhất. Nếu xe bị thiếu nước làm mát, quá trình làm mát sẽ không đạt được hiệu quả cao. Điều này có thể khiến động cơ bị quá nhiệt, xe bị nóng máy, dẫn đến bị bó máy, hư hại nghiêm trọng. Đây là một trong các nguyên nhân xe bị bốc cháy hay xe bị chết máy giữa đường. Do đó khi kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa, cần kiểm tra lượng nước làm mát trong bình nước phụ. Nếu thấy mực nước thấp thì bổ sung thêm. Nếu thấy nước làm mát bị đục thì cần thay nước làm mát mới, đồng thời vệ sinh két nước. Thứ tư, lọc gió động cơ. Lọc gió động cơ có nhiệm vụ là loại bỏ sạch bụi bẩn trước khi không khí được đưa vào buồng đốt. Sau một thời gian làm việc, lọc gió sẽ thường bị bám nhiều bụi bẩn, do đó cần vệ sinh thường xuyên và thay mới định kỳ để tránh xe bị nóng máy cũng như các ảnh hưởng xấu đến hệ thống động cơ nói chung. Khi kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa, cần kiểm tra, vệ sinh lọc gió. Nếu lọc gió quá bẩn, tốt nhất nên thay lọc gió mới. Thứ năm, hệ thống lái và dầu trợ lực lái. Hệ thống lái tác động trực tiếp đến khả năng điều khiển và xử lý tình huống của xe. Do đó trong phần hướng dẫn cách kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa, nhiều chuyên gia khuyên nên kiểm tra cả hệ thống lái và dầu trợ lực lái. Hãy kiểm tra độ dơ của vô lăng, xe có bị lệch tay lái, nhào lái không, vô lăng bị nặng không, trả lái chậm không, hệ thống lái có tiếng kêu lạ hay không. Bên cạnh đó cần kiểm tra cả dầu trợ lực lái. Nếu mức dầu xuống thấp thì nên châm thêm. Trong trường hợp thấy dầu bị biến chất thì nên thay dầu trợ lực lái mới. Thứ sáu, hệ thống phanh xe. Không chỉ khi đi xa mà kiểm tra hệ thống phanh là một bước quan trọng trong quy trình kiểm tra xe trước khi vận hành nói chung. Bởi hệ thống phanh liên quan trực tiếp đến khả năng xử lý các tình huống, nhất là tình huống khẩn cấp. Trước mỗi chuyến đi, dù ngắn hay dài, cũng cần kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phanh. Nếu thấy phanh có các lỗi bất thường như phanh bị kêu, phanh bị nặng, bàn đạp phanh bị thấp, phanh không ăn nhiều, quãng đường phanh dài hơn bình thường thì nên khắc phục ngay. Trước những chuyến đi xa, nếu có thể nên kiểm tra cả độ mòn má phanh, đĩa phanh và dầu phanh. Thứ bảy, ắc quy xe. Tình trạng hoạt động của bình ắc quy xe sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống điện của xe khi xe chưa nổ máy. Nếu ắc quy bị trục trặc thì khả năng cao xe sẽ bị khó nổ máy, thậm chí nổ máy không được. Do đó để hạn chế các rủi ro trước khi đi xa nên kiểm tra tình trạng hoạt động của ắc quy. Với ắc quy nước thì nên kiểm tra mực nước trong bình và châm thêm nếu cần. Thứ tám, hệ thống đèn xe. Hệ thống đèn xe giữ nhiều vai trò quan trọng như cung cấp ánh sáng, định vị xe, ra tín hiệu với xe khác. Hệ thống đèn xe gồm có đèn chiếu sáng trước, đèn cốt chiếu gần và đèn pha chiếu sáng, đèn xi nhan, đèn sương mù, đèn hậu, đèn phanh. Theo quy trình kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa, người lái nên lần lượt kiểm tra tình trạng hoạt động của tất cả những đèn này. Nếu thấy đèn nào có ánh sáng yếu chập chờn thì nên xử lý ngay, tránh khi đang chạy xe trên đường bỗng dưng đèn không hoạt động.
Thứ 9. Nước rửa kính xe. Tuy đây chỉ là một hệ thống phụ trợ nhưng cũng cần kiểm tra trước khi đi xa. Bởi nếu xe hết nước rửa kính, hệ thống gạt mưa sẽ khó có thể làm sạch kính hiệu quả. Trái lại còn có thể khiến kính lái bị cháy xước do không có nước rửa trôi bụi bẩn khi hoạt động. Vì thế khi tiến hành các bước kiểm tra xe trước khi đi xa, đừng quên kiểm tra nước rửa kính xe và châm thêm nếu thấy mực nước đang thấp. Và cuối cùng là gạt mưa xe. Gạt mưa đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tầm nhìn cho người lái. Sau nhiều tháng ngày làm việc, gạt mưa thường bị chai mòn, nứt nẻ, khiến gạt không sạch nước như trước. Thế nên khi kiểm tra xe ô tô trước khi đi xa, cần chú ý kiểm tra gạt mưa xe. Nếu thấy gạt có dấu hiệu xuống cấp thì nên thay gạt mưa mới. Trước mỗi chuyến đi xa, bạn hãy cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ những chi tiết bộ phận trên của ô tô. Nó vô cùng hữu ích đảm bảo an toàn và vận hành mượt mà của xe. Hy vọng video sẽ hữu ích với bạn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc, bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.